cho mọi người đã quay trở lại với kênh review như không review của mình, bởi vì những cái mà mình trải nghiệm đều hoàn toàn là xuất phát từ những cái nhận định của mình thôi. Bây giờ hãy cùng mình thử tìm hiểu xem Oppo A77s có những gì và không được những gì. Thì đầu tiên đó là khi mà mình khui hộp của em Oppo này ra, như mọi khi thôi vẫn sẽ có một cái ốp lưng nè. Đây thì đây là một em Oppo A77s ha. Thì ở đây sẽ có thêm cả một cái củ sạc nhanh điện nhanh 33W và ở đây sẽ có một cái dây sạc. Còn bây giờ thì sẽ đến với con điện thoại Oppo A77s này ha cả nhà ha. Em này thì sở hữu một cái mặt nhám như thế này nè. Nhưng mà nếu như đối với cái thiết kế mặt nhám như thế này thì riêng mình khá là ưng ý. Với cái mặt nhám này thì mình lại cảm thấy là nó hạn chế cái việc mà bám dính vân tay khá là nhiều. Còn về cụm camera thì vẫn như mọi khi, cụm camera thì vẫn khá là thô, nhưng mà mình cũng chưa có gọi là đánh giá hoàn hảo cái cụm camera của Oppo lắm. Ở phía trước thì vẫn có cái hình giọt nước như thế này đây, nhỏ gọn thôi nên là nó sẽ không chiếm quá nhiều diện tích của cái màn hình. Ở đây thì em này vẫn sợ có một cái chất cắm 3.5 ha. Nhìn chung thì bề ngoài nó cũng không phải gọi là quá gọn gàng, nhưng mà cầm thì vẫn là vừa tay và màu sắc thì cũng khá là hài hòa. Màu xanh như thế này thì phù hợp với cả những bạn nam, bạn nữ, hay là thậm chí những bạn mà muốn mua cho bố mẹ hay là ông bà đó, với cái màu sắc này thì nó vẫn phù hợp. Màn hình thì cũng khá là to, thì đối với những bạn mà thích xem phim, thích chơi game thì sở hữu cái màn hình này là ok. Nhưng có một điểm phải gọi là chê thật, ngay với cái mức tầm giá mà gần 6 triệu như thế này của một con Oppo thì em này lại không sở hữu màn hình Full HD, mà em này chỉ sở hữu màn hình HD cộng thôi. Em này không hề sử dụng tấm nền AMOLED và để đây sử dụng tấm nền IPS LCD. Thì cái tấm nền này nó cũng khá là cũ rồi và nó cho những một vài cái màu sắc nó không được là rõ nét lắm so với những dòng Oppo đời sau, mà so với những cái dòng điện thoại trong cùng cái phân khúc. Và cái màu sắc của em này cho thì cũng ở mức tương đối thôi, bởi vì đang sử dụng tấm nền IPS LCD thì mình lại không đánh giá cao về những cái gọi là màu sắc hình ảnh của điện thoại. Lượng pin lên tới là 5000 mAh lận. Bên cạnh đó thì về camera, mình sẽ test thử cả camera và cả quay video clip để xem là em này nó như thế nào ha. Về đầu tiên về hình ảnh thì Oppo mà lúc nào cũng là cho gọi là chụp những cái tấm ảnh khá ư là ảo. Em này thuộc về dạng là selfie chụp hình mà, nên là về hình ảnh thì rất là ảo nha. Mà nếu mà nói là để mua em này mà để chụp ảnh á thì mình lại không khuyến khích mọi người nha. Em này chỉ nên sử dụng những cái tác vụ bình thường như là chơi game, xem phim, làm việc, nghe nhạc. Bởi vì em này có sở hữu cái loa kép nên là nghe nhạc thoải mái, xem phim, chơi game một cách thoải mái. Nhưng mà nếu xét về chụp ảnh thì mình lại không đánh giá cao lắm, tại vì màu sắc nó cho ra không được gọi là chân thật lắm, nó hơi ảo chút xíu. Bây giờ mình sẽ quay video thử để mà test cái âm thanh của con này ha. Và đây là màu sắc mình quay camera sau, như là quay ở ngoài cái không gian nó hơi ồn một chút xíu nha mọi người nha. Thì chúng ta sẽ test thử. Đây, mọi người thấy nó thì vẫn sẽ có zoom lên rất là nhiều. Nhưng mà càng zoom lên thì hình ảnh nó sẽ càng bị mờ đi. Và cái màu sắc khi mà cho quay màu sắc cho cái video thì nó cũng không gọi là sắc nét lắm. Và trên đây là toàn bộ những cái đánh giá về điện thoại Oppo A77s dưới cái góc nhìn cảm nhận của chính bản thân mình và dựa trên những cái thông số mà nhà sản xuất họ đã đưa ra. Thì hy vọng rằng là nếu như bạn nào đang muốn sở hữu một chiếc điện thoại Oppo A77s, ưu thế gì đặc biệt, đặc biệt là đối với những cái tháng mà đang có chương trình giảm giá sâu cực mạnh như thế này, thì hy vọng rằng là bạn có thể lựa chọn được một em điện thoại riêng cho chính mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong một chiếc video review sản phẩm tiếp theo. Bye bye.